Hello, xin chào các tình yêu của CC. Ở bên CC trời mưa lạnh quá. CC đang uống ly cà phê Starbucks, nhưng mà ngồi ở ngoài trời uống. Thường các bạn uống lạnh rồi các bạn ngồi ở ngoài trời, nó lạnh rồi các bạn thưởng thức thì nó lạnh buốt luôn á. CC mới đi vào trong nhà, CC thích những cái mà nó quái đản với người ta lắm các bạn ơi. Đó cảm nhận nha. Cho nên là giờ lạnh quá chịu không nổi nữa, bây giờ vào trong này ngồi và mở sưởi ha. Thì hồi nãy cháu có ghé vô Messi, cháu thấy đang on sale, cháu CC gọi cho CC liền. Mỗi lần CC đi mua hàng bây giờ hay dẫn cháu ngoại đi theo lắm, tập cho cháu từ từ đó các bạn. Đây. Đây là hộp file E nha các bạn. Sáng lung linh và đẹp lắm. Sợi ngắn 16 inch, sợi dài 18 inch. Nhưng mà cái loại sợi dây này các bạn đừng có đeo dài quá không đẹp đâu. 16, 18 inch là ok. Còn ngoại trừ mà các bạn to, thật là to mà cổ các bạn to mà đầy luôn thì các bạn chỉ đeo tới 20 inch là tối đa. Vì khi các bạn đeo những cái loại dây này nè, nó phải nằm trên cục xương của các bạn thì nó mới đẹp ha. Đây. Thật là đẹp mà rẻ tiền. Đẹp lắm. CC biết nhìn những cái loại dây này nha các bạn. Đây là Sterling Silver, hộp file E. Sợi này chắc CC bán chắc cũng mười mấy sợi rồi đó. Cứ nó sale là mua, nó sale là mua à. CC mua về để trên các website của CC bán đó. Khi Macy nó hết sale rồi là CC bỏ lên bán liền à các bạn ơi. Thật là đẹp. Đây. Bạn nào muốn mua, CC có ship liền cho các bạn. Đây ha. Đẹp lắm. Đã. Thật là đẹp ha. Ngồi ngay đây đèn này cho nên các bạn thấy nó không có lung linh đâu. Nhưng mà những loại này thì các bạn biết rồi. Trên cả tuyệt vời. Đây ha. Có hai sợi nha. Một sợi 16, một sợi 18. Size E. Và đây. Rất là quen thuộc với các chị em có loại bóp này đúng không? Của LV, họ có cái loại bóp này cách đây mấy năm, nó hot cực kỳ hot mà bao nhiêu người mua không được đúng không? Đây là của DKNY. Đây là dạng bóp đôi đó, các bạn mà sờ tay vào cái da là các bạn mê luôn. Cái này là hồi nãy cháu ngoại CC mua cho cháu ngoại. Nhưng mà CC thấy đẹp quá, CC review với các bạn đây. Bạn nào thích thì cho CC biết. CC mua ở bên CC đó, mấy ngày hôm nay mưa lớn lắm luôn, thiệt là lớn luôn, không dám đi ra đường luôn. CC ngồi ở đằng trước nhìn mưa lạnh buốt gió thổi nhưng mà thích ngồi để hưởng thụ một chút vậy đó. Thì đây rất là đẹp luôn, đẹp từ cái da cho tới cái kiểu đó, rất sang và rất đẹp ha. 50% off, 178 đô. Bạn nào muốn mua mai đi mua liền nha, chứ để không không kịp. Người ta bán hết rồi, có thể là tại trời mưa đó. Cho nên là người ta chưa có đi hay gì đó, cháu CC nói còn nhiều. Bạn nào muốn mua cho CC biết. Ngày mai CC đi mua nha. Mấy chục đô à. Rẻ quá luôn. Loại bóp này thì rất là đẹp và bền lắm. Kiểu này nhiều người thích lắm. Vì các bạn biết sao không? Nó để riêng biệt hết trơn à. Cái ở ngoài các bạn để phone, cần cái mở ra lấy. Cái ở bên trong các bạn để những cái gì đó quan trọng. Như vậy. Nè. Đi DKNY. Trời ơi, cái da nó sờ mê luôn đó các bạn. Cái này là của cháu ngoại CC nha. Thì bạn nào muốn mua, mai CC đi ra mua liền chứ nếu không nó hết à. Đây. Và tiếp theo đây, đúng ra đó là cái này nó đã về rồi, về ngày hôm qua. CC vào coi email, CC track cái tracking number, CC đã thấy rồi. Nhưng mà có thể CC nghĩ do mưa quá, hàng hôm nay vẫn chưa về tới. CC nghĩ chắc một vài ngày nữa thôi. Thì khi nào mà hàng về tới, CC ship cho các bạn liền. Có 9 bạn đã trả tiền rồi. Đó thì các bạn cũng không có hối gì CC hết á. Nhưng mà CC cảm thấy nó lâu quá đó.
Thì biết được là do thời tiết cho nên là nó bị chậm trễ. Các bạn yên tâm nha, về CC giao liền ha. Chính bạn ha, cái phone của CC nó tự động update cho nên nó mất rất là nhiều tên. Số phone các bạn còn nhưng mà số phone CC đâu có nhớ được là của ai với của ai. Thành ra CC nhờ các bạn giúp CC một điều. Các bạn nào mua hàng của CC nhận được rồi hay là chưa nhận được, hãy làm ơn nhắn cho CC một cái tin nhắn đi, cho CC xin cái tên các bạn để CC lưu ở trong phone nha. Làm ơn giúp CC, nhất là các bạn nào mua hàng mà chưa nhận được, làm ơn giúp CC điều này nha. Đây, cái này của CC. Đó, xài nè. CC xài nhiều lắm các bạn ơi. Tại vì CC biết là mình làm thiếu liệu trình đó cho nên CC xài nhiều lắm. Hết nữa rồi nè, giờ bắt đầu lấy cái mới ra xài tiếp ha. Nè. Hết rồi. Thì bây giờ lấy cái mới ra. Cái này là tinh chất á. Và đây là cái nắp. Trong một hộp chỉ có hai cái nắp này thôi. Rồi. Các bạn bôi cái này lên một chút thôi là nó thẩm thấu hết vô da các bạn liền à. Đây là những tinh chất. Rồi sau đó các bạn bôi dưỡng ẩm. Phải bôi hai thứ mới được nha các bạn. Các bạn không bôi hai thứ đó, da các bạn á, khi mà nó thẩm thấu hết rồi á, nó khô. CC làm thiếu liệu trình cho nên là CC cần phải bôi nhiều lắm. Khô là bôi, khô là bôi. Nhờ cái dưỡng ẩm á, nó giữ cho chúng ta được khoảng 4-5 tiếng. Rồi, xong. Một cái nha. Các bạn để ở chỗ nó mát mẻ chứ không cần phải bỏ vô tủ lạnh. Chờ một chút xíu thôi cho nó khô rồi bắt đầu bôi dưỡng ẩm ha. Nó thẩm thấu nhanh lắm. Đây là loại tinh chất dưỡng ẩm vàng ha. Khi mà bạn xài cái dưỡng ẩm này được 4-5 tiếng, cái quan trọng là dưỡng ẩm nha các bạn. Còn mấy cái kia nó chỉ là tinh chất, nó nuôi dưỡng da các bạn thôi. Còn dưỡng ẩm là nó làm cho da các bạn căng bóng, nhưng mà bóng với cái mức độ bình thường chứ không phải giống như là người ta xài treo bôi ở trên mặt bóng căng ra rồi cái sau đó tối về rửa mặt đi cái nó trùng xuống, làm như vậy là hư da mặt các bạn. Cái đó là chỉ là tính chất tạm thời trong một ngày thôi, không có đúng ha. Chờ một chút nó khô, bây giờ chúng ta bơm ra. Xài dữ lắm, nhiều lắm luôn. Tại vì mình không có điều kiện, mình về Việt Nam đó. Các bạn biết không, CC nói chuyện với lại bác sĩ ở bên Hàn Quốc, công nhận người bên Hàn Quốc đó, họ thân thiện lắm. Công việc của họ họ làm, họ muốn có nhiều khách. Khi mà mình lấy được cái hẹn với họ đó, họ tiếp mình một cách rất vui vẻ và có thông dịch ngồi bên cạnh. Thì CC livestream thẳng với họ và CC cũng nói ra mặt CC như vậy. Họ có rất là nhiều cách họ chích cho mình những cái loại cái tên đó không biết gọi là gì luôn. Thì tùy các bạn chọn cái loại nào, nhưng mà họ khẳng định với mình luôn có 6 tháng thôi. Khi họ chích vào cho các bạn đó là da các bạn khoảng chừng 5 ngày là nó đẹp như là da con nít. Các bạn không hề bị một cái rãnh, một cái khóe, một cái lõm, một cái gì hết. 5 ngày bạn mới được như vậy. Mới vừa chích xong, không có gì trơn như một vết kim nhỏ thôi, bạn đi chơi này nọ tỉnh bơ hết. Không có bị một cái gì. Nhưng mà sau 5 ngày là bắt đầu làn da các bạn thay đổi. Trời ơi, nó đẹp, đẹp không thể tưởng luôn. Mấy chị nhà giàu của CC có một chị đi qua Hàn Quốc mới làm về. Con dâu của chị là người Hàn Quốc. Cho nên là chị cứ đi thăm con, đi tới đi lui như vậy đó. Và chính chị cũng nói nữa. Các bạn xài cái đó, một là các bạn ở Việt Nam, hai là các bạn ở bên Hàn Quốc. Thì các bạn tới nơi người ta tiêm cho các bạn. Tại vì cái đó đó nó chỉ được có 6 tháng thôi.
bạn giữ kỹ lắm luôn đó, mà bạn xài thật là nhiều serum nữa, được 8 tháng tới năm là tối đa là nó sệ lại, nó chảy lại, da bạn bình thường trở lại. Coi như là nó nuôi cái da các bạn chỉ được đúng 6 tháng là đẹp nha. Sau 6 tháng đó các bạn phải đi làm nữa. Cần các bạn chích cái đó tốn 600-700 đô là tối đa. Trong khi ở Mỹ, mình muốn làm như vậy thì mình chích filler. Filler thì cái thời gian nó kéo dài lâu hơn, là được 1 năm hoặc là hơn 1 năm. Nhưng mà một lần mà các bạn chích trên khuôn mặt các bạn cho nó mất cái rãnh này, mất cái rãnh này, rồi những cái chỗ trũng nó đầy lên, đuôi mắt nó căng ra này nọ là hết 3.000 đô cho 1 năm. Ở Hàn Quốc thì các bạn chỉ tốn 1.200 thôi, cỡ cỡ đó. 600 đô một lần, 2 lần 1.200. Đó là thuốc thiệt nha, còn thuốc giả không biết ạ. Ở Mỹ này cũng có. Bạn có thể mua cái hộp đó về nếu bạn có người nhà, bạn là bác sĩ hoặc là cái gì đó chích cho bạn. Thì mua cái đó cũng 400 đô rồi các bạn. Coi như tiền công người ta chích cho các bạn, người ta tính 200 đô. Cái loại đó đó nước nào cũng có, Hàn Quốc cũng có, Mỹ cũng có, China cũng có. Việt Nam thì không có đâu. Nhiều nước có lắm, của Đức cũng có, của Thụy Sĩ cũng có, CC vào search hết rồi. Mua một hộp đó của Mỹ giá khoảng 400 lẻ mấy đô. Nhưng mà bạn ra tới tiệm bạn chích là 600 đô. Nó chỉ ở trên mặt các bạn được 6 tháng thôi. Các bạn đừng có nghe lời người ta nói rằng là chích cái đó kéo dài được 1 năm, 2 năm, 3 năm. Không có, không bao giờ có. Người ta nói nên người ta dụ các bạn thôi. CC biết mấy cô hoa hậu bên Việt Nam nè, CC bán hàng cho mấy cổ mà, mấy cổ nói mà. Khi nào mà có show đi biểu diễn, đi trình diễn hoặc là gì đó thì mấy cổ chích trước 1 tuần. Thế là da cô nào cũng căng bóng đẹp, tròn trịa. Còn khi nào mà không có show, ế đó, không có show hay là không có cần phải đi đâu đó, họ cũng đâu có nhiều tiền. Các bạn tưởng người mẫu này nọ Việt Nam nhiều tiền lắm hả? Không có đâu. Nào nổi tiếng, người nào được đại gia nuôi và người nào phải làm kinh doanh, phải cái gì nữa họ mới có tiền. Chứ nhiều người không có tiền đâu các bạn. Cho nên họ đâu có thể tu bổ sắc đẹp của họ giống như những người có tiền được. Khi nào mà có những cái gì đó mà họ phải ra trước công chúng thì họ chích cái đó trước 1 tuần. Còn những người giàu thì cứ 6 tháng là chích 1 lần vậy đó. Bạn trẻ lại 20-30 tuổi luôn chứ không phải là 10 tuổi nữa. Là cái đó. Cái đó rất là tốt với điều kiện bạn mua đúng hàng thật. Vậy đó. Hàn Quốc thì những cái đó là number one. Thì CC không biết, tùy các bạn chọn, nhưng mà giá tiền CC cho các bạn biết đó, 600 đô là ngay tại Hàn Quốc họ chích nha. Còn ở Việt Nam chích nhiêu không biết. Hàn Quốc là 600 đô. Các bạn nào muốn qua Hàn Quốc sửa sắc đẹp hoặc là muốn chích mấy cái đó cho CC biết. CC hẹn cho các bạn và sẽ có người dẫn các bạn từ Việt Nam đi, hoặc là các bạn cho CC biết các bạn từ Mỹ bay qua Hàn Quốc làm đẹp, sửa mũi hoặc là làm mắt, làm gì đó, bất kỳ cái gì các bạn muốn. Đây là một nơi rất là uy tín. CC sẽ cho bạn nói chuyện trực tiếp với cô đó luôn. Không có qua gì CC á, CC chỉ là nối cái nhịp cầu cho các bạn thôi. Vì ai làm đẹp là CC thích à. Rồi các bạn tự nói chuyện với họ, tự hẹn, tự gì đi. CC không có dính líu gì tới, không có tiền commission, không gì hết. CC không có cần những khoản tiền đó đâu. Người ta bớt được cho các bạn thì người ta bớt. Người ta bao trọn gói cho các bạn luôn. Các bạn tự nói chuyện luôn, không có qua CC luôn. CC không cần biết. CC chỉ đưa bạn tới những nơi uy tín đó thôi. Nhưng mà sự nhận xét còn ở các bạn. Từ ở Mỹ qua Hàn Quốc sửa xong bay về lại Mỹ luôn. Hoặc là về thăm gia đình bên Việt Nam. Rồi từ ở Việt Nam họ set up cho các bạn đi qua Hàn Quốc, vừa du lịch, vừa chơi, vừa mua sắm, vừa sửa xong rồi đi về. Rồi chờ tới ngày về thăm gia đình lại, rồi về lại Việt Nam và sau đó về lại Mỹ thì tùy các bạn. Nếu các bạn nào không có điều kiện nữa thì tới thẳng chỗ thủy. Chỗ thủy thì CC không biết là có chích cái loại đó hay không, CC không có biết. Nhưng mà các bạn có đi dọ giá, đi vòng vòng, cứ việc đi hết đi. Nhưng mà cuối cùng nghe lời CC đi. CC nói thiệt đây, nhìn CC là đừng nhìn là ai chi. Gần 60 tuổi rồi nha các bạn, 2 năm nữa thôi là 60 tuổi ha. Đi tới chỗ Thủy làm. Thủy làm có tâm. Làm thật sự.
không nói dối, không nói gạt khách hàng. Da mặt các bạn sao Thủy xem qua và Thủy cho các bạn biết. Các bạn phải gặp Thủy thì Thủy mới nhìn được da mặt các bạn. Chứ bây giờ các bạn có hỏi CC, CC cũng đâu có biết. Nhiều khi CC nói CC làm vậy đó, về tới nơi cái da mặt bạn nó khác. Thí dụ da bạn khô, da bạn nứt, da bạn nám thì nó dĩ nhiên phải khác CC rồi. CC không hề bị nám, là tại vì CC uống collagen lâu đời rồi, uống hơn 10 năm rồi, không bao giờ bị nám. Nghĩ chắc không ai đi nắng bằng CC đâu. Không cần che đậy gì hết, cũng không hề bị nám. Chỉ nói với các bạn là giá tiền CC làm thôi. Nhưng các bạn phải biết một điều, da mặt mỗi người mỗi khác nhau. Có thể CC chích được cái này mà các bạn không chích được cái này, các bạn phải chích cái khác. Mấy cái đó không biết được nha các bạn. Chỗ của Thủy làm cho CC một lần cấy, cái đó gọi là cấy hay chích gì đó mấy, có 6.300.000 đô. Thí dụ ở Mỹ cũng cái đó họ làm 1.000, Hàn Quốc 500, Việt Nam chỉ có 250. Đó các bạn tính đi, CC tính ra cho các bạn luôn rồi. Tính nhẩm ở trong đầu các bạn. Nhớ nha, tại vì CC làm ra một bài toán rồi đó. Đó là ba cái mức giá đó. Còn nếu như các bạn mà bị người ta nói ngon, nói ngọt, bị người ta dụ, thì người ta sẽ tính cái giá tiền của các bạn giống như Hàn Quốc vậy đó. Nhưng mà Việt Nam người ta làm thì bạn có thấy phí cái tiền đó không? Nếu những bạn nào cần show up với thiên hạ, ok, tôi tới chỗ sang, tôi tới chỗ đẹp, tôi bác sĩ này, bác sĩ kia, rồi thôi vân vân. Đó là các bạn thích sống theo cái kiểu như vậy. Vì các bạn có tiền, các bạn cần có cái tiếng vậy. Còn không, CC là thực tế, chỗ nào rẻ, đẹp, tốt, khi mình tới chỗ đó, mình gặp người ta, người ta nói chuyện với mình là bạn đã feeling của bạn, nó sẽ cho bạn biết được chỗ này chân thật nè. Ta có tiền, người ta mở ra chỗ đó, người ta mướn bác sĩ, người ta mướn hết tất cả mọi người tới, người ta bên trong, người ta ăn tiền. Đó là những người có tiền làm thẩm mỹ ở Việt Nam. Còn chỗ Thủy không có, Thủy là chủ luôn. Bạn cần cái gì Thủy cũng giúp bạn được. Bây giờ bạn hỏi thôi, bạn không cần làm, Thủy vẫn trả lời các bạn. Hôm nay sẵn đây kể luôn, cái cô này ở bên đây, cổ cũng mua hàng CC nhiều lắm. Thì cổ có nói cho CC biết là nói chuyện với Thủy rồi sẽ về chỗ của Thủy làm đẹp. Thì CC thân lắm, mua hàng nhiều lắm. Thì CC nói thôi chúc mừng chị làm đẹp, thì chị cứ về tới bên đó đi rồi coi Thủy nói như thế nào. Thì 3 ngày nữa là cổ về. Thì cổ mới nói với lại CC đó là nhỏ cháu ở trong nhà nó giỏi về cái thẩm mỹ này lắm. Chị có nói với nó, nó nói rằng là thôi cô cứ về tới đây đi rồi tính. Khi CC nghe một câu nói đó thôi, CC biết liền, chị này đó mới về Việt Nam chỉ có 2 lần thôi. 40 năm ở bên Mỹ mà mới về có 2 lần. Cách đây 20 năm chỉ về một lần, mẹ chỉ mất. Rồi bây giờ 20 năm bây giờ chị mới về tới nữa nè. CC nghe nói một câu đó thôi là CC nói rồi, bảo đảm, CC nghĩ trong lòng mình thôi, bảo đảm cô này sẽ không tới được Thủy. Là tại vì bị cái người con, người cháu gì trong gia đình đó chặn lại. Và cái cô đó đó, cổ sẽ đi những cái thẩm mỹ viện khác, cổ sẽ deal thẳng với người ta luôn. Ok, tôi dẫn người tới này, có cho tôi tiền commission không? Chỗ nào cho thì cổ sẽ đưa tới. Thì Thủy sẽ không có được người khách hàng này. CC nghĩ thôi, nghĩ ở trong lòng mình như vậy nhưng mà không nói. CC nói thiệt với các bạn nha, CC là giác quan thứ 6 rất mạnh. Y như vậy luôn các bạn, y hệt như vậy luôn. CC về Việt Nam, CC nhìn thấy rồi. Bạn của CC ở Việt Nam, họ cũng là môi giới như vậy mà. Họ là cò như vậy mà. Nhưng mà nhiều thẩm mỹ viện giống như ở Nhã Lê và nhiều thẩm mỹ viện lớn khác, bạn phải là người sửa ở đó. Bạn phải sửa một cái gì đó của người ta. Bạn dẫn người khác tới, họ mới cho bạn tiền commission. Còn bạn chưa có sửa mà bạn tới, bạn nói với người ta, ok tôi dẫn người tới đó cho tôi tiền commission, họ không có cho. Đó là những chỗ lớn, điển hình là Nhã Lê cũng như vậy. Thì được. Thì các bạn biết không, khi mà cái chị này chỉ về tới Việt Nam nghỉ ngơi 2 ngày thì cổ bị cái cô cháu này đưa cổ tới cái gì khăng khăng. Thì cô nói rằng là đóng 96 triệu làm 2 lần. Lần này làm và khoảng 3 tuần nữa trở lại làm một lần nữa.
là bay 96 triệu. Chị hỏi làm gì? Thì chị mới nói thì người ta cũng đánh đánh cái gì ở trên mặt mình lên, nó đánh 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 đánh, nó đánh lên rồi nó căng. Họ có sưng không? Sưng, sưng thấy mè luôn chứ ở đó mà không sưng. Xì nói ủa vậy hả, sao sưng? Xì làm đâu có sưng, nó ai biết làm mặt tôi sưng chù dù à. Cái tôi mới hỏi thì ta mới nói cơ địa mỗi người mỗi khác nhau, người thì sưng, người thì không sưng, gì 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 đó. Thì tôi nghĩ thôi kệ đi, chắc cũng đúng tại tôi mặc thù lu à đó. Thì tôi nghĩ mập da nhão rồi nó sưng, thôi thôi ok rồi. Hỏi có bị gì nữa không, nó sưng mấy ngày cái nó hết sưng, bắt đầu nó ngứa cái tôi gãi cái da tôi nó mỏng quá, cái nó bị chảy máu, cái bị cái chảy chảy máu. Rồi hỏi bị gì nữa không, không. Rồi hỏi khi người ta chích cho chị mấy cái đó có mũi kim có này nọ không, ở đây có chứ, mặt đỏ mũi kim đầy luôn. Mà sao CC nói CC không bị tôi không biết, nói nhưng mà rồi có bị gì nữa không, nó không. Thì bây giờ 5 ngày rồi đó, thì bây giờ để nằm dưỡng rồi sao. Hỏi người ta có cho kem, cho serum, cho gì bôi hay không, thuốc uống gì hay không. Nói có, nó viết cho cái toa đi ra pharmacy mua thuốc để uống. Thì CC mới nghĩ ủa làm gì phải tới mua thuốc uống, trong khi CC làm ở chỗ thủy có thuốc uống gì đâu, không bôi, không sức, không thuốc, không gì hết trơn, có bị gì đó. Thôi mình nghe là nghe như vậy. 10 ngày nữa đi thì cổ gọi cho CC, thì cổ mới nói với CC là CC ơi, mà cổ chửi thề nha các bạn. Rồi ý của cổ rằng là con cháu nó mất dạy quá, nó không có tiền nó xin mình cho mấy chục năm mới về, mà tôi cũng đâu phải nghèo gì đâu, xin tôi cho cần gì phải gạt gẫm vậy. Cái CC mới hỏi chuyện gì, bị gì nữa. Hai chị em nó dành nhau chia cái số tiền 96 triệu đó của tôi đó, chia không đồng đều, tụi nó gây lộn với nhau. Bây giờ tôi kể thẳng cho CC nghe này, giờ tôi dọn ra hotel tôi ở rồi, mất dạy quá. Ok, con chị thì đã sửa thẩm mỹ ở đó rồi, nó lấy tên của con chị nó tới thì người ta sẽ cho 20% nha các bạn. Cái chỗ đó cho 20% thì 96 triệu của tôi nó sẽ được bao nhiêu tiền. Tôi làm đẹp về thì con chị nó đi công tác, nó đi làm việc ở đâu đó nó không có biết. Thì mới đây nè, nó mới vừa về thì nó mới phát giác ra được rằng là ok, cái con em nó lấy tên của tôi, nó lấy hết tất cả rồi, tôi đi tới đó làm để nó ăn cái số tiền đó. Thì con chị nó giận, nó mới đòi cái số tiền đó mày phải chia cho tao. Thế là tụi nó gây lộn với nhau, tôi trên lầu tôi đứng tôi nghe hết luôn. Tôi mới nghĩ trời đất ơi, con cháu của tôi bây giờ là như vậy sao? Buồn quá, giận. CC biết tánh tôi rất là thoải mái đúng không? Đó, tôi mua đồ của CC, tôi tặng CC tiền thiếp. Buồn quá, giận. Nó hỏi vậy cô muốn ở hotel ở đâu? Thì cổ nói đó, ở cái chỗ nào mà gần trung tâm Sài Gòn hay gì đó, chỗ nào nó đông nó vui á, để mỗi ngày cô đi bộ, còn khi mà cô muốn cần đi đâu cô gọi tụi con. Cho nên nó mướn cho tôi khu trung tâm. Tôi ra ngoài đó tôi ở mình tôi cảm thấy thoải mái, đi đâu ra có taxi, ở trước mặt đó có xe ôm, có Uber, có hết luôn. Tôi lang thang tôi đi. Bây giờ tôi chờ tuần nữa thôi, tôi làm cái nữa tôi về Mỹ luôn đó. Tôi có gọi chỗ đó, tôi nói giờ tôi tới tôi làm thêm được không, làm sớm, người ta nói tôi là không được. Thứ nhất là người ta có hẹn hết rồi, người ta không có giờ trống. Cái thứ hai nữa, nó chưa có đủ cái giờ, cái ngày để cho tôi làm thêm một cái nữa, cho nên tôi phải chịu trận thôi. Tôi đâu có biết là từ hồi bà chị tôi bả mất, cái đám con chị nó tệ như vậy đó. Một thằng xì ke vô trong tù, hai đứa con gái này, một đứa thì ăn ở không ở nhà, không biết nó làm gì tôi không biết nữa, nghe nói cờ bạc. Còn nhỏ kia thì được làm ở bên công ty, cũng nói nước ngoài nước trong gì đó không biết nữa. Tôi biết tôi về là tôi sẽ ở nhà nó. Việc đầu tiên tôi biết tôi về tôi sẽ ở nhà nó, tôi đâu có mang đồ gì về nhiều đó. Đó tôi nói rằng là cô về không có mang gì cho tụi con, nhưng mà cô cho tụi con tiền, tụi con muốn mua gì mua. Tưởng là ba anh em, thì về tới nơi mới biết thằng kia nó chết. Thằng kia nó ở trong tù, nó scare rồi nó chết, còn có hai đứa này thôi, nó chết tôi không biết. Đó. Thì tôi thấy như vậy tôi cho một đứa 500 đô, tôi đưa luôn cho con nhỏ này 1.000 đô. Thì khi nào mà nhỏ chị nó đi làm về thì nó đưa, nhưng mà nó có đưa thiệt.
Đó, coi như tôi nghĩ tôi ở nhà nó thì tôi tặng 1.000 đô vậy đó, nhưng mà thôi giờ tôi đi ra rồi, thành ra cổ gọi cho CC là giống như là cổ nói cổ sorry CC đó, hứa với CC rất là nhiều nhưng mà bị nhỏ cháu nó nói ngon ngọt quá, rồi mình ở nhà nó rồi thế này thế kia nó đưa tới chỗ khác đó. Đây là câu chuyện CC muốn kể cho Thủy nghe đó Thủy, nhưng mà CC không có thời gian để nói chuyện riêng với Thủy. Sẵn video này CC nói luôn, cái cô đó đó, cái cô mà CC nói với Thủy rằng là cổ về là cổ sẽ tới em đó, chắc chắn 100% là cổ sẽ tới, rồi rốt cuộc là bây giờ bị như vậy đó. Thì trong video này chị cho Thủy biết luôn là cổ đã làm chỗ khác ha, vì người đó. Thành ra đó các chị em Việt kiều của mình nè, không phải mình không tin gia đình của mình các bạn, nhưng các bạn phải biết một điều, gia đình các bạn người đó có làm giống các bạn hay không, các bạn phải biết điều đó. Cái gì người ta làm bạn thấy chính mắt luôn thì bạn làm, còn cái này họ không có làm gì hết, họ chẳng qua vì được kiếm cái tiền commission. Các bạn nghĩ đi, 96 triệu mà được 20% là người ta được biết nhiêu tiền. Các bạn ở bên đây như thế nào đó thì bạn hãy giữ vững lập trường, gặp Thủy trước đi rồi đi dò giá nha. CC nói thiệt, CC đưa đến cho các bạn là những cái gì tốt, đẹp và rẻ. Sự hiểu biết của CC hơi nhiều đó các bạn, trong cái lĩnh vực làm đẹp, nói thật lòng. Cái đó là may mắn, ơn trên đưa tới cho CC được những người như vậy đó. CC không làm cái đó, nhưng mà CC hỏi cũng được người chỉ dẫn biết đi tới chỗ nào là đúng. Giống như bây giờ bạn lên Google, bạn xem cái tử vi của các bạn đi, nó có ghi đó, nhưng mà đôi khi chắc các bạn không để ý. Cái cung, cái mệnh của các bạn nó được rơi vào đúng cái, thí dụ như bằng bệnh tật là bằng tìm được thầy được thuốc. Câu đó rất đúng mà chúng ta ít để ý lắm. Thành ra khi CC xảy ra chuyện gì là đúng á, đúng thầy đúng thuốc luôn. Kể cả cái vấn đề châm cứu là CC mê nhất luôn. CC bị những cái tí tí ở trong người và bên tay phải của CC nè, tay phải lúc CC bị tai biến nó bên này nó bị lệch, thành ra nó yếu lắm. CC về châm cứu, bây giờ CC cảm nhận được hai bên nó cân bằng rồi đó, còn trước đó bên này nó vẫn còn yếu lắm. Nhưng mà bây giờ CC bình thường, hai bên CC feel được là nó cân bằng. Nhưng mà các bạn châm cứu, các bạn phải châm cứu hoài chứ đâu phải CC về làm có chừng 10 ngày rồi đi lại đâu. Nhưng mà được chút nào hay chút đó, cân bạc. Thầy Vinh, CC không có số phone, nhưng mà bạn nào cần để CC nhờ anh Sa có đó. Về tới Việt Nam liên lạc với anh Sa đi, số phone của anh Sa 098 257 1934. Hỏi anh Sa là chỗ của thầy Vinh gì đó rồi kêu gia đình trở tới châm cứu. Không có tốn tiền mua cái miếng dán, cái đó không biết gọi là gì nữa, miếng dán điện kim vậy, nó giật 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 á, không có tốn tiền. Kim chích vào để châm cứu cũng không có tốn tiền luôn. Thầy chỉ lấy cái tiền 2.000 bạc à. Lần làm cho các bạn tiếng đồng hồ 50.000, 2 đồng. Bạn tin không? Vui vẻ, đông lắm. Cho nên các bạn phải chắc lấy hẹn trước rồi sao không biết. CC là được các vị bác sĩ gửi gắm, gửi tới. Cho nên không có chờ đợi. Tới cái vô làm liền à. Đó. Đó là chính CC nè. Châm cúng. Tại vì CC làm việc tay phải nhiều, lúc nào bàn tay cũng ôm lấy con chuột điện. Đôi khi tự nhiên cảm nhận được tay mình nó giật lên một cái. Các bạn dù có khỏe hay là gì đó, đi tới thầy Vinh châm cứu đi. Thử đi. Không có tốn tiền gì hết. 2 đô la cho một lần. Các bạn thương thầy, thích các em, tặng chút tiền thiếp không thôi. Nha. Cần phải châm cứu các bạn. Nhức đầu châm cứu bị cái gì nói người ta làm, bạn chỉ chỗ nào người ta làm chỗ đó, bạn bị cái gì bạn nói người ta làm. Châm cứu các bạn cần phải châm cứu ha, 2 đô la nha. Có nhiều bạn nói với CC xạo,
ai làm miễn phí. Trời ơi, CC nó xạo các bạn chứ. Nó xạo. Rồi, bạn còn nói CC là tại vì CC được người quen gửi gắm tới thì họ mới giống như là không có tính tiền liền nữa, rồi chờ tôi cuối cùng mới tính tiền này này nọ. Không có các bạn. CC thấy những người bên cạnh cứ nhét 50 ngàn vào túi thầy đó, giống như là làm từ thiện hay gì không hiểu. Không có ép mình phải mua thuốc, phải uống thuốc, không có cái gì hết trơn á. Ở Kỳ Đồng, nói như vậy người ta dễ hiểu lắm nè. Cái tiệm miếng gà trong Kỳ Đồng họ có mấy chục năm trời rồi, lúc CC chưa đi Mỹ đã tới đó ăn rồi. Miếng gà Kỳ Đồng, các bạn nghe kỹ nha, lên Google bấm miếng gà Kỳ Đồng. Đi tới được cái miếng gà Kỳ Đồng rồi, đi vào chừng 10 căn nhà, đi bộ 10 căn nhà. Trạm y tế phường 9 nằm ngay bên tay phải. Thầy làm việc từ buổi sáng cho tới buổi trưa thôi là ngừng. Từ buổi trưa tới chiều tối thầy làm ở trạm y tế phường khác. Bạn tới nơi thầy làm cho các bạn, hoặc là học trò gì đó không biết làm, người nào làm cũng giỏi. Thầy trẻ măng à. Nha. $2. Không có tốn một khoản tiền nào hết. Nó xạo các bạn chứ. Nó xạo. Lúc trước mới về làm video đó đó, mấy bạn vô nói với CC luôn đó. Nổ xạo. Tiền đâu người ta mua kim, tiền đâu người ta mua cái miếng chạy điện, CC không biết. Nhưng mà CC thấy ai cũng vậy hết. Nhét túi thầy 50 ngàn, ông cười tươi như hoa tiếng hồ nha các bạn. CC thấy đó, khi mà họ dán cho bạn cái đó rồi, họ tháo ra, họ bỏ vô trong một cái bao rất là kỹ, họ đưa cho bạn, họ nói bạn ngày mai tới mang cái đó tới. Tại vì của mình mà, kim người ta giục thôi, còn cái miếng điện nó đâu có ăn nhầm gì đâu, thì mang tới xài nữa. Nhưng mà bữa CC làm thì CC không có thấy, ông thầy cũng đưa lại cho CC. Mà mỗi lần CC tới làm là ông lấy cái miếng mới ông làm. Thì cái bữa cuối cùng là cái người học trò làm cho CC, CC mới hỏi, thì cái người học trò họ trả lời chắc ông quên. Ra CC nghĩ vậy đó. CC làm khoảng 10 lần. Mê lắm. Sáng sớm các bạn ngủ dậy cứ việc chạy tới đó. Nhức đầu, nhức vai, nhức cổ, nhức lưng, nhức chân, nhức gì, bị chỗ nào đau nói, mình bị cái gì mình nói cái đó, họ làm đúng ngay cái chỗ đó. Đây, hai bên bây giờ feel được, nó cân bằng. Còn lúc trước, trước khi về Việt Nam thì bên này ok, nhưng mà bên này cảm nhận nó vẫn còn hơi yếu một tí. Châm cứu cho CC. Nếu bạn cảm thấy người các bạn có bị một tí gì ha, $2 một tiếng đồng hồ, người ta còn bẻ lưng này nọ cho các bạn. Bạn bị gì người ta làm đó. Tạm ngừng video ở đây nha. Bye bye. I love you.